sau 50 tuổi, nghiêm túc tuân thủ định luật 28, bệnh tật không dám quấy phá, nhiều người tiếc hùi hụi vì không biết sớm hơn. Ai cũng mơ ước trường sinh bất lão để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này, nhưng điều này lại quá khó đối với nhiều người, đặc biệt là những người bị lão quá sớm. Tuy nhiên, đâu ai biết rằng 80% tuổi thọ của con người thực sự là do chính bản thân mình quyết định. Vậy, chúng ta nên nắm bắt quyền kiểm soát 80% tuổi thọ này như thế nào? Định luật 28 hay còn được gọi là nguyên tắc 80/20, nguyên tắc Pareto. Định luật này thường được áp dụng trong lĩnh vực tài chính, do Wilfred do Pareto tìm ra năm 1897. Đây được coi như một quy định ngầm, mang ý nghĩa đại đa số mọi thứ trong cuộc sống không được phân phối đều nhau, trong đó khoảng 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra. Tuy nhiên, các chuyên gia đã vận dụng nguyên tắc này vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe một cách linh hoạt hơn. Để sống khỏe hơn, bạn không cần phải truy cầu sự hoàn mỹ 100% nữa. Bạn chỉ cần nỗ lực 80% là đủ, 20% còn lại bạn được quyền buông thả một chút, như sử dụng những thực phẩm ít lành mạnh hơn, cho phép bản thân đôi lúc được lười biếng và tận hưởng niềm vui của sự thoải mái đó. Hơn thế nữa, các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng 20% là do các yếu tố bên trong như chủng tộc, giới tính, gen, và 80% là do các yếu tố bên ngoài như thói quen, chế độ ăn uống và tính cách. Nói cách khác, 80% tuổi thọ của con người thực sự là do chính họ quyết định. Tuổi thọ cao có thể là điều mà nhiều người mơ ước, đặc biệt là đối với những người mà cơ thể đã bắt đầu lão hóa sau tuổi 50 và bước sang nửa cuối cuộc đời. Do đó, việc áp dụng định luật 28 để sống khỏe mỗi ngày nhanh chóng được Hội Yêu Sức Khỏe hưởng ứng và nhận về những phản hồi tích cực. Chính vì vậy, hãy cùng tìm hiểu xem vì sao nguyên tắc này được yêu thích như thế, và chúng ta nên nắm bắt quyền kiểm soát 80% tuổi thọ này như thế nào nhé. Chế độ ăn 2 tinh, 8 thô. Đồ ăn quá tinh là đặc điểm trong phong cách ăn uống của người hiện đại. Đây cũng là nguyên nhân khiến con người dễ mắc bệnh thịnh suy như đường huyết cao, tiểu đường, béo phì, các vấn đề về sức khỏe tim mạch. Mặc dù thực phẩm tinh tốt cho tiêu hóa, nhưng những thực phẩm này có hàm lượng carbohydrate cao và giá trị dinh dưỡng thấp, cho nên đây không phải là lựa chọn hàng đầu cho một chế độ ăn uống lành mạnh. Do đó, ngũ cốc thô chính là lựa chọn tối ưu cho sức khỏe, vì thực phẩm thô có thể cung cấp cho cơ thể nguồn dinh dưỡng phong phú, lại giàu chất xơ, có lợi cho nhu động đường tiêu hóa. Về chế độ ăn, chúng ta nên chọn 2 phần tinh và 8 phần thô. Không nên ăn tinh quá mà nên ăn nhiều ngũ cốc. Yến mạch, kiều mạch, đậu nành và các sản phẩm ngũ cốc thô khác có thể giúp kiểm soát và giảm lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường và béo phì, đồng thời giúp răng chắc khỏe. Tuy nhiên, nếu khẩu phần ăn chỉ có ngũ cốc nguyên hạt thì cũng ảnh hưởng đến tiêu hóa và tăng gánh nặng cho dạ dày. Do đó, lời khuyên cho bạn là nên ăn thô 8 phần mà thôi. Mặc quần áo 2 lạnh, 8 ấm. Vào mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, bạn cần phải giữ ấm kịp thời tùy theo sự thay đổi của thời tiết, không được mặc thời trang phan thời tiết. Đặc biệt, phải giữ ấm gan bàn chân, khớp và bụng. Hơi lạnh thường xâm nhập vào cơ thể từ gan bàn chân và bụng. Hai bộ phận này nếu không được giữ ấm đúng cách, bạn sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Nếu phần lạnh ở trong khớp thì tình trạng sẽ nghiêm trọng hơn. Sau này khớp dễ xuất hiện các di chứng như viêm,
đau khớp. Đây là nguyên tắc đặc biệt quan trọng với người lớn tuổi, vì nếu xương khớp không khỏe sẽ dễ dẫn đến bị ngã và kéo theo nhiều hệ lụy khác. Tuy nhiên, đừng giữ ấm bằng cách mặc quần áo quá dày. Vì quần áo dày không dễ tản nhiệt nên một khi nhiệt độ cơ thể thay đổi rất dễ bị cảm lạnh. Hơn nữa, mặc quần áo quá dày sẽ khiến mồ hôi tiết ra nhiều dẫn đến cơ thể bị âm dương. Ngoài ra, việc giữ ấm quá mức sẽ khiến khả năng chống lạnh và miễn dịch của cơ thể giảm sút, từ đó dễ bị cảm lạnh và ốm vặt. Bên cạnh đó, hơi lạnh có thể kích thích cơ thể con người, thúc đẩy tuần hoàn máu, nâng cao khả năng chống lạnh của cơ thể, có lợi cho sự vận động của khí và huyết trong cơ quan nội tạng. Vì vậy, quy tắc 28 này cực kỳ quan trọng trong việc mặc qua quân, đặc biệt khi mùa đông đang gõ cửa. Bệnh tật, điều trị 2 phần, phòng ngừa 8 phần. Hầu hết mọi người đều đổ xô đi khám chữa bệnh sau khi bệnh đã đến, thậm chí còn dồn cả tính mạng vào bệnh viện với hy vọng chữa khỏi bệnh, cứu sống bản thân. Tuy nhiên đây là thái độ, thói quen sai lầm. Bởi vì khi bệnh đã xuất hiện thì mới tiến hành điều trị, lúc này dù có chữa khỏi thì cũng gây tổn thất rất lớn cho cơ thể và sức khỏe kém đi rất nhiều so với trước đó. Chính vì thế, thái độ đúng đắn đối với bệnh tật chính là điều trị 2 phần, phòng ngừa 8 phần. Bởi nếu chúng ta dành 80% sức lực vào việc phòng bệnh, thì bệnh sẽ không tìm đến bạn. Ông cha ta từ xưa đã có câu, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đó là phương châm sống đúng đắn mà chúng ta nên học hỏi. Phòng bệnh, một mặt là ngăn ngừa những bệnh có thể xảy ra. Mặt khác, đối với những bệnh đã xuất hiện, cần đề phòng khả năng diễn biến xấu ở giai đoạn tiếp theo, ngăn ngừa biến chứng. Ăn uống, hai đói, tám no. Các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra rằng đói nhẹ giúp ngăn ngừa một số bệnh thông thường, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ cho con người. Để chứng minh luận điểm này, các nhà khoa học đã tiến hành các thí nghiệm tương tự trên một số con chuột và đưa ra kết luận những con chuột thí nghiệm bị bỏ đói một chút có thể chất tốt hơn, trái tim khỏe hơn và khả năng miễn dịch mạnh hơn so với những con chuột thí nghiệm được cho ăn đầy đủ. Các nghiên cứu bệnh lý quốc tế cũng phát hiện ra rằng ăn no trong thời gian dài sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và ruột, đồng thời tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe tim mạch, bệnh Alzheimer, tiểu đường và các vấn đề sức khỏe khác trên cơ thể con người. Vì vậy, nếu bạn muốn sống lâu và khỏe mạnh, bạn phải thực hiện chế độ 2 phần đói, 8 phần no. Nhưng làm thế nào để kiểm soát lượng thức ăn? Bạn nên ăn một chút khi cảm thấy hơi đói, không nên đợi đến khi đói quá vì điều này có thể khiến bạn ăn nhiều hơn. Khi ăn phải bỏ đũa xuống ngay khi bản thân cảm thấy gần no, không nên ăn đến mức quá no. Tâm trạng 2 buồn, 8 vui. Nếu mọi người nhìn mọi việc bằng tâm thế 2 buồn, 8 vui và kiểm soát được cảm xúc của mình thì họ sẽ giảm được rất nhiều phiền muộn và trở nên hạnh phúc hơn. Không thể không kể đến ảnh hưởng của cảm xúc đến sức khỏe con người, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe còn nhiều hơn cả lối sống. Chắc hẳn ai cũng đã từng cảm nhận như vậy. Khi cảm thấy cơ thể không được khỏe hoặc khi cơ thể bị ốm thì những thay đổi về cảm xúc sẽ rõ ràng hơn và mọi người sẽ dễ cáu kỉnh, lo lắng hơn. Ngược lại, khi tâm trạng không tốt sẽ khiến cơ thể kiệt sức, trường hợp nặng có thể xuất hiện cảm giác khó chịu như kém ăn, đau đầu, chóng mặt, tim đập nhanh. Đây là tác động của cảm xúc đến sức khỏe. Do đó, nếu mọi người nhìn mọi việc bằng tâm thế 2 buồn,
tám vui và kiểm soát được cảm xúc của mình, thì họ sẽ giảm được rất nhiều phiền muộn và trở nên hạnh phúc hơn. Mọi thứ trong thế giới con người dường như đều có những điểm khác biệt riêng, nhưng chúng cũng có những quy luật nội tại của riêng mình, và con người cũng vậy. Chỉ khi hiểu được quy luật của cuộc sống, con người mới có thể ứng phó với thiên nhiên và có được tuổi thọ khỏe mạnh. Quy tắc vàng 28 về sức khỏe dường như rất đơn giản, nhưng lại khó có thể đạt được nếu không lưu tâm. Sau tuổi trung niên, nếu con người duy trì được điều luật này, thì tuổi thọ sẽ nằm trong bàn tay bạn. Sau 50 tuổi, đàn ông vẫn có ba sở thích này là người mệnh trường thọ, thể lực tốt. Càng về già, cơ thể sẽ càng yếu đi. Nếu một người đàn ông trên 50 tuổi mà vẫn có thể làm ba điều này, thì chứng tỏ người đó có thể lực tốt, sinh lực dồi dào. Androgens còn được gọi là nội tiết tố nam, xuất hiện cả trong cơ thể đàn ông và phụ nữ với số lượng khác nhau. Đây là hóc môn cần thiết cho các quá trình khác nhau như tăng trưởng, sinh sản và gia tăng cảm giác hạnh phúc ở nam giới. Bên cạnh đó, hóc môn này còn có đóng vai trò tăng chuyển hóa cơ bản, thúc đẩy quá trình tổng hợp protein, thúc đẩy sự phát triển của xương và cơ, kích thích sản xuất hồng cầu. Phái mạnh có nội tiết tố nam cân bằng thường có biểu hiện như cơ thể cường tráng, tràn đầy năng lượng, năng động, sống khỏe, sống thọ. Tuy nhiên theo thời gian, sau khi nam giới bước sang tuổi 50 tuổi, sự tiết androgen bắt đầu giảm. Nếu bước sang giai đoạn này mà nam giới vẫn có thể duy trì ba sở thích dưới đây thì chứng tỏ họ vẫn khỏe mạnh, thể chất tốt, sinh lực dồi dào. 1. Yêu thể thao. Khi lớn tuổi, cơ thể bắt đầu yếu đi, việc tập thể dục, thể thao cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn bởi chúng ta không thể thực hiện những bài tập có tần suất nhiều và nặng như lúc còn trẻ. Do đó, nếu sau 50 mà bạn vẫn giữ được thói quen này thường xuyên chứng tỏ cơ thể bạn vẫn rất tốt. Tập thể dục, thể thao thường xuyên không những tốt cho cơ bắp mà còn tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Không những thế, nó còn có thể duy trì vóc dáng thanh xuân, sự dẻo dai của cơ thể cũng như cải thiện được sức khỏe. Tập thể dục hợp lý có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, cải thiện chức năng trao đổi chất và sự nhanh nhẹn của con người. Điều này giúp ích rất nhiều cho chức năng tiêu hóa và chức năng trao đổi chất của cơ thể, góp phần trì hoãn sự lão hóa từ bên trong. Đặc biệt, các bài tập tăng sức mạnh của cơ và sự chịu đựng của cơ thể rất hữu ích để tăng cường testosterone trong cả thời gian ngắn hạn lẫn dài hạn. Do đó, những người sau 50 vẫn có thể thực hiện những bài tập này chứng tỏ họ vẫn có thể lực tốt, sinh lực sung mãn. 2. Sống vui vẻ, tích cực. Nội tiết tố nam cũng ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng và cảm xúc của phái mạnh. Người có nội tiết tố cân bằng thường thể hiện sự nhiệt tình với cuộc sống, biết cách chăm sóc bản thân đúng cách. Bản thân việc thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội cũng sẽ giúp cuộc sống tích cực và ấm áp hơn. Điều này rất có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Vì vậy, một cơ thể khỏe mạnh kết hợp với sự say mê yêu đời, thái độ sống tích cực giúp mọi người gia tăng sinh lực từ trong ra ngoài. 3. Thường xuyên ăn đủ lượng protein, chất béo và carbon hydrate. Tuổi thọ con người cũng bị rút ngắn vì những thói quen ăn uống không tốt. Vì vậy, tập xây dựng thói quen ăn uống điều độ, ăn đủ 3 bữa trong ngày, chế độ dinh dưỡng cân đối là cần thiết để có một cơ thể khỏe mạnh. Hơn nữa, chế độ ăn uống cũng có tác động lớn đến testosterone, cũng như các hóc môn khác. Do đó,
bạn phải chú ý đến lượng calo bổ sung hàng ngày và có chiến lược ăn uống đều đặn, khẩu phần dinh dưỡng cân bằng. Cần đảm bảo 3 yếu tố: đủ các bột carbon hydrate giúp tối ưu hóa mức testosterone đạt được trong quá trình rèn luyện cơ thể, đủ protein để duy trì nguồn nguyên liệu nuôi dưỡng cơ thể và hỗ trợ giảm béo. Bổ sung thêm các loại chất béo tốt rất có lợi cho testosterone và sức khỏe như dầu cá, dầu thực vật, gừng, hạt chia, hạt lanh. Sau 50 tuổi, làm tốt hai điều sau để trì hoãn lão hóa, kéo dài tuổi thọ. Sau 60 tuổi, thể chất và tinh thần sẽ bước vào giai đoạn lão hóa nhanh chóng. Lão hóa là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta có thể trì hoãn nó bằng cách làm tốt hai việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày dưới đây để có một cơ thể khỏe mạnh hơn, sống thọ hơn. 1. Sử dụng bộ não nhiều hơn. Bộ não con người cũng sẽ bắt đầu lão hóa theo tuổi tác. Bệnh Alzheimer hay còn gọi là chứng mất trí nhớ tuổi già là một trong những bệnh tuổi già phổ biến nhất. Do đó, việc ngăn ngừa sự xuất hiện của chứng mất trí nhớ tuổi già cũng là một biện pháp giúp người cao tuổi sống lâu hơn. Muốn phòng ngừa chứng bệnh này thì người già cần phải tư duy và suy nghĩ nhiều hơn. Việc sử dụng nhiều bộ não hơn có thể thúc đẩy lưu thông máu và độ nhạy cảm của dây thần kinh trong não. Chỉ khi bộ não khỏe mạnh, con người mới có thể sống lâu hơn. 2. Tắm nắng nhiều hơn. Nguy cơ loãng xương ở người cao tuổi là rất cao, và cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa loãng xương là dành nhiều thời gian hơn để tắm nắng. Phơi nắng đúng cách giúp cơ thể tăng cường hấp thụ vitamin D, canxi cho cơ thể. Vitamin D là chất cần thiết để duy trì sức khỏe của xương, từ đó giúp xương khỏe hơn, việc vận động ở người già cũng dễ dàng hơn. Đồng thời, phơi nắng cũng giúp cải thiện tâm trạng cũng như giấc ngủ. Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ở mức độ vừa phải cũng có thể làm giảm bớt nhiều vấn đề về tinh thần như rối loạn cảm xúc theo mùa và trầm cảm. 4. Ăn đậu mỗi ngày. Giang cho rằng tất cả người dân ở vùng xanh đều áp dụng một chế độ ăn giàu thực vật. Điều quan trọng là họ ăn ít nhất nửa cốc đậu hàng ngày, bất cứ loại nào. Đậu là nền tảng cơ bản trong chế độ ăn kiêng ở mọi vùng xanh trên hành tinh, từ đậu đen ở Nicoya đến đậu lăng, đậu xanh và đậu trắng ở Địa Trung Hải và đậu nành ở Okinawa. Người dân vùng xanh ăn đậu gấp 4 lần so với những người ở hầu hết các nước phát triển. Chuyên gia Giang cho biết các nghiên cứu chỉ ra những lợi ích sức khỏe của đậu. Chất xơ hòa tan trong đậu có thể làm giảm cholesterol và giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường bằng cách ổn định lượng đường trong máu. Nghiên cứu trước đây cho thấy ăn đậu 4 lần một tuần giúp giảm 22% nguy cơ bệnh tim. Chuyên gia Giang cho hay mỗi loại đậu có một thành phần dinh dưỡng khác nhau, vì vậy tốt nhất nên ăn nhiều loại đậu khác nhau. Thực tế, kết hợp đậu với ngũ cốc nguyên hạt có thể cung cấp đủ tất cả các axit amin hoàn chỉnh về mặt dinh dưỡng, tương tự như thịt. Hơn nữa, đậu khá rẻ tiền và dễ trồng, khiến chúng trở thành thực phẩm hoàn hảo cho bất cứ ai, Giang khẳng định, theo CNN. Thực tế, ở Việt Nam, đây cũng là thực phẩm dễ dàng có thể mua với mức giá phải chăng và dễ mua ở các khu chợ. 5. Ăn cơm cùng gia đình. Ở vùng xanh, các gia đình thường ăn ít nhất một bữa trong ngày cùng nhau, thường là bữa trưa hoặc bữa tối. Mặc dù điều này tương đối khó khăn đối với các gia đình bận rộn, nhưng chúng ta nên cố gắng làm điều đó thường xuyên nhất có thể. Giang chia sẻ, các gia đình dùng bữa cùng nhau có xu hướng ăn nhiều chất dinh dưỡng hơn,
thời gian ăn chậm hơn. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trẻ em ít gặp vấn đề về rối loạn ăn uống hơn nếu chúng ăn uống cùng với gia đình. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các cặp vợ chồng đề cao bữa ăn gia đình sẽ có mức độ hài lòng trong hôn nhân cao hơn. Các bậc cha mẹ thường xuyên dùng bữa tối nấu tại nhà với con cái sẽ tiêu thụ nhiều trái cây và rau quả hơn. Điều này khiến con cái của họ giảm thiểu khả năng bị béo phì. 6. Duy trì tốt các mối quan hệ xã hội. Những người sống trăm tuổi trong các cộng đồng này luôn duy trì mối quan hệ giữa từng cá nhân, gần gũi với gia đình của mình. Họ cảm thấy có thể tin tưởng vào hàng xóm của mình. Nghiên cứu của Harvard đã kéo dài 80 năm, theo dõi 1.300 người đã phát hiện ra trải nghiệm trong đời sống ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ của con người. Cụ thể, những người có mối quan hệ tốt đẹp thường sống hạnh phúc hơn. Tiến sĩ Dilip Jester, bác sĩ lão quá nổi tiếng tại trường Y San Diego, Đại học California, Mỹ, tiết lộ kết nối xã hội có tác động lớn hơn đến sức khỏe và tuổi thọ so với những thứ chúng ta cố gắng điều trị và kiểm soát, tăng huyết áp, tiểu đường, hút thuốc hoặc béo phì. Dù đây là yếu tố luôn tồn tại trong xã hội nhưng không phải ai cũng làm được. Nhiều người có thói quen sống đơn lẻ, đôi khi là cô đơn và tự khiến mình bị cô lập. 7. Sống có mục đích. Người Costa Rica gọi là Plan de Vida, còn người Okinawa gọi là Ikigai. Khái niệm trong tiếng Nhật có nghĩa là lý do tồn tại. Ikigai được gọi là một công cụ hiệu quả để sống lành mạnh đã được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đưa vào chiến lược nâng cao sức khỏe của quốc gia này. Một nghiên cứu năm 2008 khảo sát 43.000 người Nhật Bản cho thấy việc không có Ikigai có liên quan đến nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn 60%. Nghiên cứu năm 2019 bao gồm khoảng 7.000 người, được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ, cũng phát hiện những người có điểm số thấp nhất về mục đích sống có nguy cơ tử vong cao gấp đôi. Tiến sĩ Gladys McGarry, 102 tuổi, đã viết một cuốn sách về bí quyết trường thọ. Trong cuốn sách này, bà đã nhắc đến mục đích sống là chìa khóa của tuổi thọ. Chia sẻ với CNBC MedIT, bà cho rằng khi tìm ra mục đích sống, bạn sẽ thấy được cộng đồng của mình. Đây là một trong những nguyên lý quan trọng để sống lâu và khỏe mạnh.